Ngày 8 tháng 9, theo giờ địa phương, nhân chuyến thăm và làm việc với Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đại diện một số tập đoàn, công ty kinh tế của Bỉ đến chào. Tại cuộc tiếp Giám đốc cấp cao khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tập đoàn ExxonMobil Pierre Lavoy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực của tập đoàn trong việc triển khai và hoàn tất việc ký kết thỏa thuận nguyên tắc về bảo lãnh và cam kết của chính phủ. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao dự án cá voi xanh – với tổng vốn đầu tư đạt 20 tỷ đô la Mỹ để sản xuất khí tự nhiên ngoài khơi tại miền Trung Việt Nam, đề nghị tập đoàn và PVN tiếp tục phối hợp chặt chẽ để duy trì đúng tiến độ đưa dòng khí đầu tiên vào bờ năm 2024. Chủ tịch Quốc hội cho biết, chủ trương của Việt Nam là tăng năng lượng điện gió, giảm dần điện than, tăng khí hóa lỏng các dự án lọc hóa dầu mà công ty hóa chất ExxonMobil dự kiến triển khai tại Việt Nam nhưng bị trì hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, Chủ tịch Quốc hội đề nghị sớm khởi động lại trong thời gian sớm nhất sau dịch bệnh. Cũng tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam đang chịu tác động và ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19, vì vậy đề nghị ông Pierre Lavoy có tác động tới chính phủ Mỹ hỗ trợ vaccine cho Việt Nam hoặc nhượng lại số vaccine dôi dư giúp Việt Nam đẩy mạnh công tác phòng chống dịch, trong đó có các khu công nghiệp để bảo đảm không bị đứt gãy chuỗi cung ứng. Tiếp ông Fabien de Jong, thành viên hội đồng quản trị của công ty Infra Asia Investment, công ty đã đầu tư vào các khu công nghiệp tại Hải Phòng và Quảng Ninh với số vốn 1,2 tỷ đô la Mỹ và hiện đang có định hướng mở rộng hoạt động đầu tư trong một số lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao chủ trương mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đề nghị thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và nhà đầu tư sớm bàn bạc tìm ra cách thức giải quyết các vấn đề kiến nghị một cách phù hợp đúng quy định. Tiếp ông SD Brinings, đại diện công ty International Investment, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Logistics hiện đang được Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm thúc đẩy, đề nghị công ty và các đối tác khác tiếp tục nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng các khu công nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế để thu hút ngày càng nhiều hơn nữa nguồn vốn ODA. Tại cuộc tiếp, các nhà đầu tư nước ngoài đều bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch COVID-19. Lãnh đạo các tập đoàn, công ty cũng ghi nhận những đổi mới của Quốc hội trong việc đồng hành với chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi về chính sách pháp lý cho các nhà đầu tư đến làm ăn tại Việt Nam, đồng thời chúc chuyến thăm làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại châu Âu thành công tốt đẹp.